trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý thính giả đã trở lại với chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này. Bên cạnh tôi là tiến sĩ Lê Minh Nguyên, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Và trở lại với đề tài của tuần này là cái việc mà cách chức hai nhà báo và một nhà báo và một nữ phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam, cũng như nhà báo Nguyễn Duy Phong là tổng biên tập của báo Petro Times. Từ hai cái biến cố này, anh Nguyên thấy là theo anh thì nó là cái dấu hiệu của một cái chiến dịch sắp tới trong riêng cái ngành truyền thông và xa hơn nữa. Tôi thấy là trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì hiện giờ là những cái nhóm lợi ích nó đánh nhau rất là dữ dội. Mà đánh nhau rất là dữ dội từ xưa tới nay, họ đánh nhau từ gần bể đảng thì họ ngừng. Bởi vì đối với họ là bể đảng là xuồng chìm, mà xuồng chìm là chết hết, là họ ngừng. Nhưng mà tôi thấy hình như là đã đến cái lúc mà họ đánh nhau mà là để mà không ngừng nữa. Bởi vì những cái khi mà cái phe nhóm nó thấy rằng là nó không ngừng, nó bảo vệ được quyền lợi, còn nó ngừng là nó mất quyền lợi, thì có thể nó sẽ đi tới cái vấn đề mà cho chìm xuồng, để mà nó đi qua một cái hướng khác. Mà hướng khác đây không có nghĩa là cái hướng dân chủ. Bởi vì phe dân chủ không đủ mạnh để mà có thể intervention, có thể can thiệp để đi qua cái hướng dân chủ, thì họ đều đi theo cái hướng kleptocracy, tức là cái hướng mà một cái chế độ đạo tặc như ông Putin ở bên Nga chẳng hạn. Tức là nó không cộng sản nữa, nhưng mà đã bảo vệ được cái quyền lợi của cái nhóm lợi ích. Thành ra do đó mà khi nó thấy mà nó không cần phải bảo vệ đảng nữa, mà nó vẫn bảo vệ được quyền lợi của nó, thì nó sẽ làm bể đảng. Còn nó thấy là nó nếu mà bể đảng thì nó mất quyền lợi thì nó sẽ không làm. Hiện giờ cái thành phần mà muốn bảo vệ đảng là trong cái ủy viên trung ương, 200 người trong ủy viên trung ương. Mà 200 người trong ủy viên trung ương đó thì bây giờ nó lại là chia ra thành nhiều cái nhóm lợi ích khác nhau. Anh nào cũng có quyền lợi tham nhũng hết. Nếu chúng ta đọc 12 phần trong ông Dương Vũ mà nói là ông Bùi Văn Nam mà thượng tướng, thì chúng ta thấy rằng là họ coi như là họ sâu xé với nhau những cái tài nguyên của đất nước. Họ sâu xé đến độ mà họ chia chác giống nhau, là người nào thì phần nào, bên phía ông Trần Đại Quang và cái nhóm Ninh Bình là phần nào, bên nhóm của ông Ngô Xuân Lộc là phần nào. Bên Ngô Xuân Lộc là hồi đó trước đây là phó thủ tướng, mà mở ngoặc nói qua về Ngô Xuân Lộc thì cái câu hỏi là tại sao ông Trịnh Xuân Thanh ông trốn đi, ông dẫn theo con nuôi mà ông không dẫn theo con ruột vẫn còn ở Hà Nội mà lại con nuôi dẫn đi. Thì được biết tin là con nuôi của ông Trịnh Xuân Thanh nó là con của Đinh La Thăng. Mà con của Đinh La Thăng này thì bà vợ của Đinh La Thăng thì tin là trong cái 12 phần của ông Dương Vũ, cũng như vừa rồi cái blogger Ngô Anh Lê Anh Hùng cũng có nói quịch tẹt ra. Thì vợ ông Đinh La Thăng là bồ của ông Ngô Xuân Lộc. Bồ của Ngô Xuân Lộc thì là bởi vì ông Đinh La Thăng, Ngô Xuân Lộc là chủ của Đinh La Thăng ở dầu khí trước đây. Thành ra Đinh La Thăng đi lên bằng con đường Ngô Xuân Lộc. Đinh La Thăng là một kế toán viên, làm kế toán thôi, nhưng mà được Ngô Xuân Lộc nâng lên. Và thành ra Đinh La Thăng phải cứu Chúa bằng cách là cứu rỗi cái cô bồ của ông Ngô Xuân Lộc. Và do đó mà con, trong cái tin tức nói ra là con của ông Đinh La Thăng có 3 đứa, một đứa con trai và 2 đứa con gái. Thì một đứa thì gửi qua cho ông Trịnh Xuân Thanh. Mà ông Trịnh Xuân Thanh, ông đem cái đứa con nó đi, tức là ông đem cái insurance policy, một cái bảo hiểm. Ông đem con ruột của ông thì có thể là ông Đinh La Thăng và những cái phía sau lưng có thể là bỏ rơi ông luôn. Nhưng mà ông đem con nuôi thì ông sẽ được cái bảo hiểm. Thì trở lại cái vấn đề là khi mà ta nhìn vào trong cái nội tình thì chúng ta thấy là những cái nhóm lợi ích mafia họ chia chác quyền lợi, chia chác quyền lực, là mỗi phía, mỗi nhóm nó có một cái mảnh đất riêng để họ phì nhiêu, họ vinh danh phì gia. Và cái
hiện giờ đó thì chúng ta thấy rằng ra là trong nội bộ là càng ngày nó càng đánh đấm lên, mà chúng ta thấy cái chuyện mà đánh đấm cho nó bể cái đảng ra làm hai ba đảng á, thì cái chuyện nó tốt thôi, là bởi vì nó cũng đưa tới cái chuyện thay đổi, mà thay đổi là nó có thể nó không phải quá đổ máu, mà cái thay đổi đó dĩ nhiên nó chưa tới dân chủ, nhưng mà ít ra nó cũng đưa tới từ độc đảng, nó đưa tới thành đa đảng. Mà đa đảng thì cho phe dân chủ mới chen vô được, mà độc đảng là phe dân chủ không chen vô được. Mà phe trên cái sân khấu chính trị mà phe dân chủ chen vô được càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đông thì mới lái về cái hướng dân chủ nổi. Chứ còn bây giờ trên cái sân khấu chính trị Việt Nam là mafia nó chiếm hết cả sân khấu. Thành ra do đó mà chúng ta thấy đất nước rất là bi quan. Thì trở lại vấn đề thì tôi thấy là làm sao để cho trong nội bộ đảng Cộng sản càng ngày càng đánh nhau và nó vỡ cái đảng ra, là trong dân chúng thì càng ngày càng mạnh lên, càng lớn lên, và những cuộc biểu tình nữa gọi là mass protest càng ngày càng đông càng nhiều. Và thí dụ như giờ cái vấn đề Formosa vừa rồi là trên 10.000 người, thì chúng ta phải làm sao xây dựng cho đến 20, 30, 50.000 người chẳng hạn, thì một cái sức đứng dậy của quần chúng ở phía dưới, ở hạ tầng, và cái sự bể ra làm hai làm ba của thượng tầng nó sẽ đưa tới cái thay đổi. Mà cái thay đổi đó tôi nghĩ là nó tương đối là cái giá tương đối nhẹ hơn là một cái thay đổi nào mà có tính cách bạo lực. Nhân nói đến việc cái biến cố Formosa, theo chú Khiêm nhận thấy thì theo cái tình hình trong vòng một tháng vừa rồi đến bây giờ thì cái cuộc tranh đấu người dân nó đến cái giai đoạn nào và tương lai nữa? Chúng ta nhìn một cách tổng quát hơn đó, thì người ta đã đưa ra một cái chu kỳ gọi là chu kỳ 70 năm. Thì Cộng sản ở các nơi khoảng 70 năm, hơn 70 năm ấy, thì là bắt đầu nó phải thay đổi, nó phải bỏ đảng Cộng sản, nó sụp đổ. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy cái chu kỳ như thế đó, thì Formosa là một cái mở đầu. Bây giờ tôi nghĩ rằng tất cả các nơi đó phải chuẩn bị để đồng loạt đứng lên. Và muốn như thế đó, thì chúng ta đã có sẵn sàng. Ở Hà Nội hồi trước ấy, là cái dòng chúa cứu thế đã tập hợp được dân chúng. Bây giờ dòng chúa cứu thế Hà Nội tạm ngừng, chưa có lên tiếng. Chúng ta có dòng chúa cứu thế tại Sài Gòn, chúng ta có những cái cuộc mà tập hợp của những Phật tử chẳng hạn ở các nơi. Thì bây giờ mỗi một nơi cố gắng làm thế nào để mà huấn luyện cho quần chúng hiểu rõ rằng cái cuộc biểu tình ôn hòa thế nào, để cho quốc tế nhìn vào người ta thấy cái chính nghĩa của cái người đòi hỏi dân chủ tự do, và cho những người thuộc chế độ cộng sản chưa có ác ôn nhiều đấy, ác ôn vừa vừa thôi, thấy rõ một điều là nếu đứng về phía nhân dân ấy, thì người ta sẽ không bị trả thù, và lúc đó người ta sẽ đứng về phía dân và tách khỏi những cái người lãnh đạo Đảng Cộng sản ra, thì lúc đó sự tranh đấu nó tương đối nó dễ dàng và tương đối là ôn hòa, đỡ đổ máu hơn. Và đó là cái cách mà người ta nhìn thấy rõ ràng là làm thế nào chuẩn bị cho cái giai đoạn thoái trào của Đảng Cộng sản là khoảng 70 năm nó sắp sửa tới rồi. Và vì vậy cho nên bây giờ chúng ta bên ngoài, chúng ta làm sao chúng ta vận động ở bên trong nước để cho những cái tổ chức này, tổ chức kia, những đảng phái này, đảng phái kia huấn luyện quần chúng chuẩn bị để cho một lúc tất cả các nơi nổi lên. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta thấy ở Nghệ An những người biểu tình đòi cái quyền lợi của những người công nhân ở trên cái xưởng máy ở Nghệ An, rồi trong tương lai ở Sài Gòn tiếp tục, ở Hà Nội tiếp tục, các nơi đồng loạt lên, thì Cộng sản Việt Nam dù có ba đầu sáu tay thế nào đi nữa cũng không chạy khỏi lưới trời. Trong cái nước Việt Nam mà hơn nửa người là dưới 40 tuổi đó, và mà nó có thay đổi hay không là tùy vào cái thế hệ đó. Ở những người mà lớp bạn bè của Khôi, thật sự họ có theo như Khôi nhận thấy thì cái sự quan tâm họ đến mức nào? Thưa anh Bình, đối với bản thân em nhận thấy thì giới trẻ rất rất là quan tâm đối với tình hình đất nước. Họ luôn luôn mong muốn là có được một cái cuộc sống bình yên, tự do, dân chủ và người người được ấm no, an bình. Cho nên họ đã hiểu được cái bản chất của thế nào là đảng Cộng sản cầm quyền như thế nào. Cho nên họ có rất là nhiều hành động. Họ mong muốn lắm và họ đang gây dựng lực lượng và đang chờ. Thưa anh Bình. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của tuần này. Và chúng tôi sẽ còn trở lại với đề tài này trong nhiều lần sắp tới. Xin hẹn gặp quý thính giả.
trong chương trình của tuần kế tiếp. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettel, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.